Hello, xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay Ngọc có một cái quyết định. Cả nhà nhớ là lúc nào cả nhà nói với Ngọc ơi, hay là Ngọc ơi, đi xong chân mày lại đi phải không? Chị kỳ này qua đây ấy, thì trước khi qua ấy, là Ngọc cũng đã nghiên cứu có cái chỗ nào đó để mình xăm lại cái chân mày cho nó đậm đậm chút. Hai cả nhà chân mày Ngọc ấy ấy là thấy là ngắt à. Thì Cali này có một cái chỗ xăm chân mày rất là uy tín cả nhà. Nên là hôm nay quyết định đi xăm chân mày thay đổi nha cả nhà, cho nó đậm đậm chút chứ xăm mấy năm rồi cái nó lạc hết trơn rồi. Rồi bây giờ mời cả nhà xem cái quá trình Ngọc đi xăm chân mày coi sao nha. Ở Cali. Hồi hộp quá, Ngọc tới chỗ này rồi. Trước khi tới chỗ này Ngọc cũng có lên mạng Ngọc coi sơ qua về những cái review đồ này kia, thấy review rất là Xe tốt thì mới yên tâm để giao. Trời ơi, chân mày là cái mặt mặt cái gọi là tiền cái gì á, mày, mặt cái đúng rồi, mặt tiền của mình mà đâu có làm tầm bậy được. Nên là hả, đây Ngọc tìm được cái chữ này là chị của chị này nè, Phương Browns. Mà hả, tình cờ Ngọc gặp cái chị này là cả nhà biết không, cách đây hình như 1 năm 2 năm vậy mẹ, à. con đi Nhật đi ngang qua vậy thôi à. Chị gặp con, cái chị chào con, rồi xong rồi cái bây giờ mới kiếm cái Facebook lại mới ấy, nói chuyện lại đặt hẹn thì mới biết là chị là cái chị, là cái chị Hay mà bữa hôm quá, mà gặp vậy là nhớ tới giờ luôn á. ở bên Nhật á. Hello chị. Dạ. Hello em. Rồi, hai mẹ con mình vô tiệm rồi cả nhà Chị, ơi. trời ơi đó, bữa gặp ở Nhật nè. Có Dạ duyên em không? chào Có chị. duyên Có không? duyên chứ hả? Thấy ghê chưa? Đáng lẽ. Hai cô. Hello Dạ, em. nói nghe nè, Sao? chân mày đẹp Hả? nên là xuất sắc. Phải không? Được không? Năm nó xưng, tụi con làm nó không có xưng Không, đâu, không có xưng, không đau, không chảy máu mà cái này 5 năm về trước rồi. Trời ơi, 5 năm về trước. Ôi vậy à? Dạ, cảm ơn chị. 5 năm về trước là làm công nghệ ngày xưa, còn Dạ. bây giờ làm không xưng, không đau, không chảy máu gì hết. À. Đây này giống như môi tụi con này là đều làm nè, là không đánh son nha. Nhà môi Nó con tự nhiên nhỉ? như này thôi chứ không phải làm mà đậm giống như mình đã Đúng sai rồi, không son nhớ ngày ngày xưa xưa ha. đâu. À, vậy là Đây chị là cũng môi làm tụi đúng con hả? làm hết nè, môi tụi con làm hết. Dạ. À, không đánh son ấy, bữa đi ăn về thăm. Ừ, Đúng rồi, rồi tự xong nhiên. rồi. Vậy là ở đây mình làm gì chị? Làm lông mày, làm môi, làm mí mắt. Ồ, làm mí mắt luôn, là xăm mí Dạ, mắt á hả? xăm mí mắt. Em đi vòng coi thử nha. Ủa, còn này là gì dãy chị? dãy bàn ghế mấy bên Phòng đây này phòng nữa. gì chị? Cũng là cùng. À, phòng này phòng dạy học hả? Dạ. Rồi, vậy là giờ em nằm trên đây ha. Chị có feel được tê không? Có. Ok, em chụp hình trước ha. Ok, nhìn thẳng vào máy nha. Nhắm mắt lại. Rồi, nằm xuống cho em chụp hình lúc nằm đó nha. Em vẽ xong rồi chị muốn chỉnh sửa thì chị cứ nói em ha. Nhắm mắt lại. Ồ, không đau gì hết trơn á, là lên rồi đó hả chị? Ồ.
Ủa vậy là xong hả chị hả? Dạ chưa ạ, giờ shape và màu đã xong nhưng mà em còn thôn lại một cái lớp cuối nữa để make sure là lúc mà bong ra là trên mày của bên khách của em là không có bị tổ xanh hoặc tổ đỏ. À, wow, tự nhiên á. Shape là xong rồi chứ chị. Dạ. Mà nó không có đau gì hết trơn. Dạ, không. Nãy giờ mấy chị có hỏi em đau không? Nếu mà đau thì cho thêm tê á, mà không có đau. Lẹ thì cái chứ, mấy giờ mẹ? Sao mới vô hồi 7 giờ rưỡi á. Giờ là mấy giờ mẹ? 8 giờ. Gì? 8 giờ 16. 8 giờ 15 là ủ tê là 15 phút. Là làm nửa tiếng đồng hồ hả? Trời đất ơi. Đau nhanh gọn lẹ. Đẹp mà đẹp nữa. Tự nhiên nè. Cái đầu chân mày nè, tự nhiên nè. Đẹp mẹ ha. Tự nhiên ha. Tự nhiên. Trời ơi. Nhanh gọn lẹ luôn á, được á. Có lý á. Không đau. Không đau. Đây chị con gương ha. Wow, before and after luôn. Trước và sau luôn ha. Yeah. À, cả nhà mình coi nè, cả nhà mình xem thử cái kết quả của cái chân mày của Ngọc ơi. Được cả nhà ha, tự nhiên nè. Khi mà nó bong ra sau 3 đến 7 ngày ấy, nó còn tự nhiên hơn nữa. À vậy hả chị? Vâng. Mới nó không có sưng ha. Ừ, không chảy máu. Nếu mà chảy máu là mới làm xong mà không biết là mà đây không chảy máu. Chị đi ra ngoài là bước ra không. Ngoài là không ai biết chị đi xăm về. Đúng rồi, không ai biết luôn á. Đúng rồi. Cái tấm hình before and after ha. À. Dạ. Đúng rồi, hồi nãy á, trước khi đi là đi ra cái ai cũng mới biết mà nhỏ mới xem chân mày. Kỳ sao người ta để ý mà dạ. Giờ là không có đúng giống y chang mình mới trang điểm mới cấp nhẹ rồi vậy thôi à. Lúc nó bong ra nó còn tự nhiên hơn nữa. Dạ. Nhìn đây ha. Cái này là cái aftercare ha, chị về chị đọc và chị follow cái này. Cái này là cái vitamin A and D giống như Vaseline á, chị xức lên lúc mà chị thấy khô hay ngứa. Tắm rửa các thứ bình thường, ăn uống bình thường không cần kiêng cữ gì hết kiên tại vì tụi em làm rất là nhẹ. Nên là không mất thẹo. Thịt bò, dạ, không mất kiêng nước tương. Dạ, dạ, ăn uống bình thường hết. Phải không? Dạ, chị tại chuẩn bị ăn thịt bò đó. Dạ. Giờ đi ra ăn thịt bò luôn cũng được. Thôi vậy hả? Có lý á. Vậy được á. Dạ. Rồi giờ cái giá của chị sao cho chị tính tiền bữa nay? Cái dạ ok, trên mày chị đã làm rồi, em chỉnh sửa shape làm mực mới lại là 450 nhưng mà em giảm cho chị còn 400. Rồi, thank you em. Rồi đối với mà lỡ mà khách mà nào giờ chưa có bao giờ làm chân mày rồi em tính giá làm sao? Chưa làm bao giờ là 400. Nhưng mà ai đến đây mà nói khách của chị Ngọc thì em giảm còn 350. À, trời ơi đã ta. Rồi khỏe ru luôn cả nhà mình, ai mà có coi cái video clip này nè cứ nói là thấy Ngọc làm chân mày rồi tới đây làm. Dạ nhưng mà cái giá đó là including là một lần touch up nữa. Là 6 đến 8 tuần sau là khách có thể quay lại để dậm lại đó, dạ, ý là dậm lại đó rồi, dạ. À là dậm lại là không tính tiền người ta nữa, dạ, ví dụ như chỉ có thời gian chị bay qua lại chị dậm lại là không dạ, tính tiền rồi. Chị nè đúng, đúng không tiền, dạ, đúng trong rồi. Vòng 2 tháng là free touch up, trong vòng 2 tháng dạ. mà được ok rồi, cảm ơn em dạ, nhiều lắm okay, nha, trời này làm chị. Được quá để cho chị có cặp chân mày mới, nói chung là cái chân mày nó rất là quan trọng, nó là cái bộ mặt nguyên một cái bộ mặt của mình luôn, nên là hôm nay là chị rất là ưng ý luôn á. Thank you nha, chị. Làm nhẹ nhàng chị tính chị không có thích mà cho nó đậm đà kiểu khác, cứ y như cũ làm cho nó hơi đậm chút chút xíu thôi là được rồi ha. Dạ, em tên gì? Dạ em tên Kat ạ. Kat hả? Kat. À rồi cả nhà mình mở tới cứ đặt số điện thoại của Kat nè, Ngọc để cái Facebook, em coi Facebook không? Dạ Facebook. Rồi Instagram với lại số điện thoại có gì cứ mình book cô chú anh chị mà có tiểu bang khác qua chơi á. Cứ gọi trước, em nghĩ gọi trước bao lâu là em là đặt được dạ, à, gọi trước cỡ 1 đến 2 tuần là 1 tới 2 tuần dạ. Ha. Rồi ok, cảm ơn khách nhiều dạ, nha. Ok, thank you chị. Rồi ok mẹ ơi, để nói chung là ăn mừng á mẹ. Ăn mừng. Vẫn bị đen cháo. Ăn mừng có cặp chân mày đẹp. Yeah. À, chỗ này là hồi đó con cũng nghe giới thiệu. Nhưng mà nay vô ăn thử coi sao, ăn cháo đêm cả nhà ơi. Vô ngoài. Đây nè, cháo đêm nè, vô đây ca nhạc rồi dữ ha, hát ca rồi dữ à. Vô mấy quán thấy... này nghe nhạc Việt thấy, Nam. Thấy mày đang mày thấy chân mạng được không? Ok. Đẹp. Ok. Làm thấy mướt luôn. Hay lòng luôn phải không?
nó canh xứng với cái mặt của con, mặt của con cũng nhỏ. Được không ông bà cô chú? Ừ. Nó làm căng xứng rồi đó, giờ là ông bà cô chú và các bạn nó ngày chị ơi đi làm gì chưa ngoài đi rồi Ngọc Hoàng thành rồi đó nha. À, cháo ra ủa cô cho con miếng giá trụng được không cô? Dạ cảm ơn cô. Ủa để riêng vậy ha. Dạ ngon ha. Ừ. Con tưởng làm trong cái dĩa. Ừ. Rồi cái mình ra đây mình muốn gấp gì mình gấp. À, lòng rồi tất cả mọi thứ để vô cái chén riêng, cái nước sốt riêng luôn. À, cháo thì trong đây có tiêu với quyết rồi. Ngọc dặn nói cô cho con tô con đừng có hành. À, mẹ ăn uống thì bị quyết, mẹ con không ăn quyết. Dạ con cảm ơn chú. Cái này giá trụng ở giá sống vậy chú? Cho con giá trụng được không chú? Dạ làm ơn chú cho này con. Nóng mà con, cháo nóng mà. Con thích trụng, con không thích ăn. Ôi trời ơi ba cục quyết luôn rồi cả nhà. Trời ơi, quá trời. Ủa, bốn cục là ngoài ơi, ôi trời ơi. Ôi quá trời rồi. Đúng là cái tô này mà nhìn có hành, nhìn hấp dẫn ngoài ha. Đúng rồi. Ôi, cuộc đời con thiếu sót quá. Ồ, ăn từ từ rất quen với gì con. Đó, bỏ hai này vô đi, còn giòn. Cần cái gì ạ? Dạ, con cần giá trụng. Giá trụng à? Dạ. Rồi, bữa nay là ăn mừng lông mày mới nha mẹ nha. Tối ăn cháo nhẹ bụng. Ừ, đúng rồi đó. Nói gì? Hấp miếng cháo về cho ấm bụng ra ngủ. Rồi, xin mời cả nhà ăn cháo với hai mẹ con. Ừ, cháo được á. Ok á. Ừ, cháo ngon. Thử không mẹ? Ok không? Ha, được. Con lấy nha. Cháo này còn tìm miếng tiều nữa nè. Cháo được á. Ừ. Nè, lấy nước mắm không? Được rồi đó. Ủa cái này gì chú à? Cái gì ta? Chắc nước nêm quá. Để thử. Ồ, mắm tôm. À, thôi mình không ăn mắm tôm. Cái này con ăn con uống nước tắc. Đúng rồi biết sao Ngọc, mắm tôm để chấm với lòng nè. Đúng rồi. Mà mình không ăn mắm tôm. Trời ơi, tôi cháu mẹ con để quyết vô vợ quá sức rồi. Mẹ bốn cục con, bốn cục bỏ mẹ thành tám cục. Tám cục quyết. Đâu biết đâu, con đâu biết rồi, có quyết đâu. Chuyến đi Cali này của hai mẹ con mình thành công tốt đẹp đó mẹ ha. À. Con là con đi cũ mà con về mới nè. Con về con chơi bất ngờ. Ừ, chứ nó không có bất ngờ gì nhiều. Tại vì cô không có ấy gì nhiều đó. Mày nhớ lần đầu á. Vừa nói điều quên chụp với mình có được cơn khóc rồng. Ngộ quá ha. Hồi đó sao nó không thích không biết. Không phải không thích mà nhìn không quen á. Ừ. Tưởng là nó sẽ mãi mãi là như vậy. Ừ. Đâu có biết là cái gì cũng phai mờ theo năm tháng. Cháo rồi ngon cả nhà. Lâu qua mẹ cũng không nấu cháo lòng mẹ ha. Ừ. Chú Lũ cũng thích mẹ nấu cháo lòng lắm á. Ừ. Con cái con thấy mẹ nấu cháo lòng mẹ cực quá. Cực đúng rồi mẹ. Thôi đi ăn cho khỏe. Mẹ rửa sạch dữ lắm. Ừ. Rồi phải luộc bỏ cái nước đó là mẹ mới nấu với cháo á. Làm con thấy mẹ làm cháo lòng cực nhất. Cho nên nó hơi cực. No. Gặp thích ăn nhất là cái này. Tèo quá cả nhà. Thích ăn nhất tèo. Ngon. Béo.
cháo béo ghê ha. Dạ. Cháo béo. Hình như cái quán này là quán kiểu ăn. Cái anh chủ quán chắc người Bắc à. Sao ạ? Nên nó nấu cháo kiểu người Bắc mà. Thì sao mày biết cháo này cũng kiểu người Bắc? Ờ, à, bên Sài Gòn cháo người Bắc nấu kiểu gì? Nó đặc nè con. Sao đặc, cũng đặc sao lên cũng là gạo. Sạch. Cũng là nước mà nấu khác nhau ha. Ừ. Mình nấu không được giống vậy đâu. Ừ. Mình nấu cái nào ra cái đó chứ nó không có hòa vô giống vậy nè mày nè. Đúng rồi. Nha, ngon ha. Cháo của mấy người Bắc á không biết có nấu để nếp hay thôi mà nó dẻo lắm. Ừ. Dẻo mà ăn cháo béo. Chứ con biết làm sao mà mẹ nghĩ là chủ quán là người Bắc nấu không? Trong cái dồi á, cái dồi huyết á là có rau răm, có rau răm, có đậu xanh. Con ăn vô con không biết có gì trong đó luôn á. Thấy nó ngon. Còn cái dồi của miền Tây mình làm nó là thịt da, thịt tính ra Ngọc đi review dở chứ vậy, đâu phải hay đâu. Không biết từ nào ngoài từ ngon. Vậy thôi đó. Đi review dở. Không biết cái vị của nó làm sao có vị gì nữa. Quyết định đúng đắn. Làm chân mày cũng đẹp, ăn cháo cũng ngon. Quá sảy à. Hôm nay là niềm vui trọn vẹn luôn á. Mà không có đau mẹ. Không có đau. Hồi đó mẹ cũng không dám làm là do mẹ sợ đau á. Nhưng mà tới lúc làm rồi á là nó không có đau, mình biết nó không có đau. Nói chung con làm 5 năm về trước á, con cũng quên cái cảm giác rồi. Cái nước lên làm cái súp này nó ngọt hơn. Nấu cái đạn đi mẹ. Mình ăn huyết nữa. Mẹ nhớ hồi xưa mà lúc mẹ với ba mới lên Sài Gòn, tụi con chưa lên á. Chiều nào cũng buồn buồn ấy là ba qua chỗ C200 ngay chỗ cái hẻm đối diện với trường học Công Trung Ngọc. Và chiều nào ba cũng đi ăn dĩa lòng. Dĩa lòng của cái chú đó cũng người Bắc nấu, ngon lắm. Thôi trước cửa nhà mình á, hiện tại bây giờ là cũng có chỗ bán ngon á. Cháo lòng Nam Định. Trời ơi, tủ lòng quá trời luôn hết rồi ha. Nhìn cái tủ lòng khiếp luôn. Mà bán vậy chứ tới khuya cũng hết trơn. Có má heo không? Ơi, cái này là bậy quá ông bà cô chú ơi. Nó dẫn mẹ đi bao mẹ đi tiền cái gì đó. Mới làm chân mày mà cuối cùng lên trả tiền chú đó, chú không lấy, chú nói chú lấy tiền mặt không, chú không lấy thẻ. 31 đô mấy chục xe, mẹ đưa con 32 đô, đưa 40 đô cũng được. Nè. Rồi giờ cuối cùng ngoại bao. Rồi Ngọc về tới nhà rồi cả nhà ơi. Wow. Cả nhà tôi sẽ thấy Ngọc với một diện mạo khác đậm đà hơn. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là cả nhà mình thích cái video clip này. Mình sẽ hẹn gặp lại nhau vào ngày mai nha. Bye bye.